Thưa quý vị, thưa các bạn, nuôi ăn qua ống thông, mũi, miệng, dạ dày là phương pháp hỗ trợ dinh dưỡng tốt giúp cho cơ thể đủ khả năng chống lại bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Nuôi ăn qua ống thông dạ dày, tá tràng là phương pháp nuôi ăn ngắn hạn, dưới 4 tuần và hiệu quả. Kỹ thuật này thường được áp dụng cho những trường hợp người bệnh hôn mê, co giật, nuốt khó, người bệnh tổn thương vùng miệng không nhai, nuốt được, người bệnh từ chối không chịu ăn hoặc ăn quá ít, trẻ đẻ non, phản xạ mút và nuốt kém, sút môi, hở hàm ếch, không áp dụng cho những trường hợp tổn thương thực quản, bỏng do axit, kiềm, áp xe thành họng, lỗ thông thực quản, người bệnh tắc ruột, bán tắc ruột, hẹp khít môn vị, người bệnh đang nôn mửa, người bệnh hôn mê chưa được đặt ống nội khí quản, tiêu chảy sau viêm phúc mạc, sau thủng tạng rỗng. Em ơi, em, chị là điều dưỡng Thanh Lam, phụ trách phòng bệnh ngày hôm nay. Cho chị xem thử biết em tên gì. Em phải tên Lê Quang Hạnh không? Em bị bệnh nhập viện ngày hôm qua. Em bị tai nạn. Bây giờ là ngày hôm nay là do em bị hạn chế về ăn uống, cho nên theo lời bác sĩ là chị phải đặt ống thông để giúp cho em có thức ăn nuôi dưỡng cho em ha, để có sức khỏe, đảm bảo sức khỏe mau lành bệnh nha. Trong quá trình đặt ống thông nó hơi khó chịu một tí, em chịu khó hợp tác với chị nha. Khi nào mà chị bảo em làm cái gì thì em làm cái đó, chẳng hạn như bảo em nuốt thì em nuốt, chị không bảo thì thôi. Trước khi thực hiện kỹ thuật này, điều dưỡng viên cần nhận định, quan sát tổng trạng, tình trạng mũi, dùng đèn pin khám niêm mạc mũi, khám họng, dùng đè lưỡi khám họng, phản xạ nuốt, nhận định qua hồ sơ bệnh án, người bệnh không bị tổn thương thực quản, quan sát tình trạng vệ sinh của người bệnh, dùng ống nghe nghe tim, phản xạ thần kinh ích có thể gây chậm nhịp tim, cần nghe tim trước và sau khi đặt ống thông dạ dày. Để tiến hành kỹ thuật, cần chuẩn bị dụng cụ phương tiện như sau. Khay vô khuẩn. Ống thông tuýp Levin, trẻ nhỏ dùng thông Nelaton. Gạc miếng, đè lưỡi. Bơm tiêm. Cốc đựng dầu nhờn, dầu paraffin. Lọ cắm 2 kẹp. Bình đựng thức ăn. Số lượng tùy thuộc vào bệnh lý và chỉ định của bác sĩ. Nhiệt độ thức ăn 37 độ C. Ly đựng nước uống. Tăm bông để vệ sinh mũi. Khăn bông lớn. Tấm ni lông. Găng tay sạch. Ống nghe. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Băng dính, kéo cắt băng. Các bước tiến hành. Chuẩn bị người bệnh. Giải thích cho người bệnh và gia đình về sự khó chịu khi đặt ống thông. Động viên người bệnh tuân theo sự hướng dẫn của điều dưỡng trong khi đặt ống thông. Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Choàng tấm ni lông và khăn bông che cổ, ngực người bệnh. Đặt khay hạt đậu cạnh má người bệnh. Vệ sinh hai lỗ mũi nhẹ nhàng, tránh gây kích thích làm người bệnh tăng tiết chất nhầy. Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Mang găng tay sạch. Đo ống. Tránh để ống thông chạm lên người bệnh trong khi đo ống. Làm dấu bằng băng dính nhỏ dán quanh ống nơi vị trí vừa đo.
bôi trơn đầu ống thông 7 đến 10 cm bằng chất trơn tan trong nước hoặc nhúng đầu ống thông vào ly nước. Động viên người bệnh hợp tác, cầm ống thông kiểu cầm bút, đưa ống thông qua mũi hoặc miệng đến hầu theo hướng chếch lên trên khoảng 10 cm. Không đặt ống thông qua đường mũi khi người bệnh bị viêm mũi, chảy máu cam, polyp mũi. Trẻ sơ sinh nên đặt ống nuôi ăn qua đường miệng để tránh cản trở hô hấp. Bảo bệnh nhân há miệng, kiểm tra ống qua khỏi hầu, dùng đè lưỡi. Đưa ống thông theo nhịp nuốt của người bệnh 2,5 đến 5 cm cho mỗi lần nuốt đến mức làm dấu tới dạ dày. Kiểm tra vị trí ống thông, hút dịch vị, quan sát màu sắc, kiểm tra độ pH bằng giấy quỳ. Bơm 20 đến 30 ml khí vào dạ dày và đặt ống nghe vùng thượng vị kiểm tra. Phải chắc chắn ống thông đã vào dạ dày. Mỗi lần cho ăn phải kiểm tra lại vị trí ống thông, dịch tồn lưu của dạ dày. Cố định ống thông trên mũi hoặc bên má. Cố định tay của trẻ khi đặt ống để tránh trẻ rút ống. Tốt nhất nên cho hai tay trẻ vào chăn. Gắn phễu vào đầu ống thông. Đặt phễu cao hơn dạ dày người bệnh 20 cm. Rót thức ăn vào phễu từ từ, liên tục. Sau khi ăn xong, tráng ống bằng nước. Duy trì tư thế đầu cao 30-60 độ khoảng 30-60 phút sau khi ăn. Theo dõi bệnh nhân sau khi ăn, gập đuôi ống giữ dòng nước trong lòng ống, lau khô và che chở kín đuôi ống thông bằng gạc. Cố định ống, lau sạch miệng mũi người bệnh, dặn dò người bệnh và người nhà. Thu dọn và xử lý dụng cụ. Rửa tay. Ghi hồ sơ, thời gian đặt ống, thức ăn, loại thức ăn, số lượng, tình trạng người bệnh trước, trong, sau khi đặt ống, điều dưỡng ký tên. Lưu ống thông tối đa 7 ngày, có thể thay ống thông sau 48 đến 72 giờ hoặc khi ống thông bị nhiễm bẩn. Em ơi, chị đã tiến hành xong kỹ thuật rồi, đã cho em ăn xong buổi sáng rồi. Bây giờ là ống thông này là chị lưu lại để tiếp tục cho những bữa sau nữa. Em có cảm thấy vướng víu không? Có khó chịu gì không? Ừ. Em có tức bụng không? Rồi em đừng có dùng tay mà điều chỉnh cái ống thông của chị nha. Tự nhiên khi em điều chỉnh như vậy thì nó sai vị trí là rất là nguy hiểm nha. Rồi nếu có vấn đề gì thì em cứ báo cho chị nha. Kỹ thuật rút ống, giao tiếp, thông báo giải thích, tháo băng dính cố định ở mũi hoặc má người bệnh, gập ống lại, lót gạc rút ống dần dần ra. Thực hiện tốt kỹ thuật này, điều dưỡng viên cần lưu ý những vấn đề sau. Người bệnh thoải mái với ống thông, qua kiểm tra vị trí ống xác định ống thông vào đúng vị trí. Người bệnh được cho ăn hết khẩu phần ăn, không bị sặc, không đau bụng, không nôn ói, không tổn thương niêm mạc mũi, thực quản, không biểu hiện chảy máu.